Quản lý Hari Won nói rõ về phát ngôn gỡ miệng của nữ ca sĩ trong khi Trần Thành đang gặp biến. Trước dòng trạng thái chứa điểm gỡ của Hari Won, quản lý nữ ca sĩ đã lên tiếng. Mới đây trên trang cá nhân của quản lý Hari Won đã đăng tải bài viết phân trần về phát ngôn gây tranh cãi của nữ ca sĩ vì đề cập đến chuyện tuổi thọ nhạy cảm. Quản lý Hari Won cho rằng mọi người đang làm quá phát ngôn của Hari Won. vì thực tế Hari Won là kiểu người nghĩ gì viết đó. Nữ ca sĩ chỉ viết một câu chuyện đơn thuần và việc chết chóc chỉ là muốn nhỏ nhẹo, lãng mạn với chấn Thành mà thôi. Cụ thể, quản lý Harry Won viết, Thật sự các bạn xem status của Harry Won một cách đơn thuần thì sẽ thấy dễ hiểu và không sâu sắc như mọi người trong đợi đâu ạ. À. Cơ bản Harry Won là kiểu người nghĩ gì viết đó nên cứ nghĩ theo đúng nghĩa đen là sẽ thấy vui nha. Đây là tin nhắn hôm qua bà nhắn cho mình. Vụ chết chóc chỉ đơn giản là bà muốn nhỏ nhẹo, lãng mạn với chồng bà. Bà kêu chồng bà sống lâu hơn bà 2 năm đi để bà không cô đơn, ý là đang tỏ vẻ lãng mạn, đó mọi người ơi, nhưng kết quả thì ông chồng trả lời như hình nha. Chỉ đơn giản là vậy, không có tâm lý gì đặc biệt. Sáng giờ điện thoại em nổ banh máy chỉ với một câu hỏi, sao Harry Won chỉ còn sống 2 năm nữa vậy chị Vũ ơi? Trước đó Harry Won khiến cộng đồng mạng xôn xao với câu chuyện với Trấn Thành. Cụ thể, nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân, vợ, chồng ơi, chồng đang sống thêm 2 năm hơn em đi, Chờ anh đi trước em, em sợ chịu không nổi á. Chồng, chồng sẽ theo lời vợ. Mà điều quan trọng là vợ có sống thọ hay không? Ngay lập tức bài đăng này khiến khán giả không khỏi lo lắng khi trong cuộc hội thoại có nhắc đến chuyện ly biệt. Đang nói trong cuộc hội thoại có nhắc đến vấn đề về chuyện tuổi thọ nhạy cảm mà ít người thử nhắc đến vì sợ điểm gỡ. Vì vậy mà nhiều người hâm mộ lo lắng cho vợ chồng Hari Won và khuyên nữ ca sĩ không nên nói bậy như vậy.